là nước mưa đột chân một góc. Nỗi sợ hãi sẽ tăng lên từng cơn và tôi biết chắc chắn mình sẽ bật khóc. Có thể, có thể có ước muốn mà bên lâu nay ta hằng mong sẽ tiến thành mây có như cái cây đình thay. Nữ tuyệt vọng nên đi nằm trước mắt tất cả không như bạn từng trông. Còn nhân loại thì đêm giờ chết chỉ mong mọi thứ được trở lại như được quá mộng mèn không ai thay thế. Được quy lệ và được đi săn bắn ngay nên vô những môi trường như đã đến lúc mà chuyện kết thúc thì hỏi tại sao ghét bức tranh tuyệt đẹp của những con phố điên màu dài lay lắc sẽ thay vào đó là nạn bão tát ánh mây điên mờ đầy ám sát. Tin tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Tin tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Nếu ngày mai chẳng không còn sẽ chỉ còn bóng tối với con đây anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng và từng giây em mơ tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thật sự có ngày tạm thời quyết định cuộc sống và nếu ngày mai chẳng không còn sẽ chỉ còn bóng tối với con đây anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng và từng giây em mơ tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thật sự có ngày tạm thời quyết định cuộc sống một ngày dòng số phận. Cảm ơn Chúa trời đã ban cho tôi một mái ấm gia đình và hạnh phúc mà tôi đã từng có. Ngay lúc này tôi không còn sợ hãi đủ can đảm để đối mặt và chống trả với chúng ta để cố gắng với sức mạnh. Xin sự sống với tâm lực chân phải. Đứng ngày đây đừng nên được khóc, hãy mỉm cười cho những gì đã mất. Lúc này đây ai cũng như ai thôi, tất cả mọi người sẽ xuống dưới lòng đất. Tôi cảm nhận được những cơn sóng trên về từ biển ngày càng mạnh. Tôi cảm nhận được hơi nóng của núi lửa đang bắt đầu lên thật nhanh. Tôi cảm nhận được bầu trời đang bắt đầu xoay và rung chuyển. Tôi cảm nhận được thời gian đã bắt đầu đứng im, mọi thứ đang dần tan biến. Nắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc như sau đêm nay không cần ghé bút bắt tình thơ. Và đó chỉ là những suy nghĩ và tưởng tượng cho ngày tận thế. Tôi không chắc rằng mọi chuyện có thật chẳng ai dám tin được như thế. Nhưng chỉ mong mọi người hãy quý trọng những gì mình có và sống cho có ích. Mà từ ngày tận thế bạn đã giống tấm họ hiện tại vẫn chưa có thu thích từ họ. Và nếu ngày mai chưa không cần sẽ chỉ còn bóng tối với con gây. Hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng bất đồng gây. Em mơ tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thực sự có ngày tận thế sau là nếu ngày mai chưa không còn sẽ chỉ còn bóng tối với quan gây. Hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quyết trọng qua từng gây. Em mong tạo hóa để cho tôi nếm mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu và nếu thì